hàng Trang Phục Linh Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Trang Phục Linh Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng với những biểu hiện của bệnh khá là giống nhau, vì vậy mà nhiều người dễ bị nhầm lẫn, cụ thể như là có những biểu hiện đau bụng, chứng bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu. Vì vậy mà nhiều người khi bị hội chứng ruột kích thích cứ nhầm lẫn là mình bị viêm đại tràng và điều trị mãi không hết. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị về những cái thông tin làm sao để có thể phân biệt được đâu là hội chứng ruột kích thích và đâu là bệnh viêm đại tràng, qua phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, là trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân. Kính chào bác sĩ ạ. Chào Thanh Phương, chào quý vị khán giả xem đài. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chủ đề của chương trình, có thể gọi điện thoại đến cho số tổng đài 1-800-1506 để được tư vấn và hoàn toàn miễn cước. Và bây giờ thì Thanh Phương kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. Rồi, anh dặn cái gì làm y chang anh vậy không? Giờ up mấy cái clip đó lên trên mạng cho anh. Đó, quảng cáo rầm rộ lên, hổm rà là người ta tới đông lắm rồi. Quảng cáo lên cho anh, quảng cáo hết đất lên cho anh. Đúng rồi, còn cái chuyện nữa, quay mấy cái clip mới liền. Gì? Sao? Đòi tăng giá hả? Trời ơi, thì mày vô trong xóm, mày kiếm cái bà nào già già đó, mày đè ra mày quay. Vậy? Không được hả? Không được tao cắt dây. Không được tao cắt dây. Đi sớm khác mượn người khác quay. Mất gì đâu. Rồi vậy đi. Bận lắm, bây giờ nhiều khách lắm nha. Rồi vậy đi. Hôm mới hơi mẹ thuốc xong. Ngon lắm. Gì vậy? Trời ơi, đường nó rộng lên. Em làm gì? Là vậy mày chen lớn vậy chứ ghê. Cái đường rộng lên mà làm gì vậy? Tao mệt quá. Trời ơi, cứu tôi này. Cứu tôi. Ông gấp, cứu gấp hả? Trời đất ơi, cái phòng khám chứ có phải cái chợ bán cá đâu mà giờ vô ngồi cho hai ghế này ngồi đi. Ngồi chứ trời ơi, tôi mệt ghê vậy. Ngồi xong. Ui da, thầy ơi, cứu cứu cái gì? Tôi đây nè, tôi đau lắm, cứu tôi trước đi. Cứu tôi thầy ơi. Mà mắc gì cứu? Sao tự nhiên ông ôm như vậy? Bà háo sắc quá. Ông sắc cái gì? Ngồi yên lại cái. Vô tới đây là đủ duyên đủ phước mới gặp tôi. Tôi là lương y ở chỗ này. Dạ. Yên tâm, tôi bóc thuốc một cái. Dạ, dạ, thầy bách ơi. Bệnh. Ui da. Thầy. Nhà. Toilet ở đâu? Toilet ở đây. Vệ sinh hương này. Ủa sao hai nơi vậy lắm đó? Chỗ dành cho nam, chỗ dành cho nữ. Đúng rồi, đấy được cái ông này tôi không có dành với tôi à. Ủa gì trời? Ngày lạ lùng nghe, tháng nay sao mà ai vô cũng kiếm cái toilet với cái nhà vệ sinh đầu tiên, không ai kiếm thuốc hết trơn á, ngộ lắm. Thiệt tình. Thầy ơi, đâu ai hiểu nổi cảnh này. Sao? Sáng vừa thức giấc thì bụng này lại đau. Trưa đang êm giấc, bụng kêu rần rần. Tối thì ăn uống tưởng thời im sôi. Ai ngờ đau tiếp thì... ai ơi. Chạy mau chứ để bụng đau rùng mình. Ủa? Ở đây cái phòng khám chứ đâu phải là hội thi văn thơ. Mà cái đây làm thơ. Phải thầy, làm cho nó quên hết cơn đau. Quên cái đau đó mà. Thực ra tôi bệnh 3 năm rồi thầy. Cái cơn đau nó quặn lên giống như mà sóng biển mà nó dỗ vào bờ từng đợt cái đó. Hơi sóng thần. Chịu không nổi. Đau bụng đúng không? Đau bụng. Rồi nó nổi từng cái cục cứng ở trong chỗ. Rồi vô là thấy cứng đúng không? Dạ. Mỗi khi mà tôi ăn uống xong á, tôi cảm giác là phải đi tiện ngay. Vừa ăn xong là mắc liền. Đúng rồi. Trời ơi. Mà cái quan trọng nhất á, là có cảm giác đi nó không hết thân rồi. Lúc làm việc mệt á thì hay bị cái đó lắm. Đặc biệt nữa là hay ăn uống đồ lạ, đồ tanh nè, đồ nóng nè, rồi mấy cái đồ mà nhiều dầu mỡ á, cơ đau nó ập tới á là phải chạy liền luôn á, chứ đi không kịp luôn á. Chưa hết đâu thầy, ngoài mấy cái thứ đó ra tôi còn bị chóng mặt, đau đầu, mất ngủ triền miên luôn thầy ơi. Trời đất ơi, ta nói triệu chứng của ông á sao mà y chang cái tình trạng tôi. Nhưng mà tôi thì tôi mới bị chừng 2-3 tháng nay thôi. Ủa
Là y chang nhau bệnh này hả? Y chang, không có... Trời đất quỷ thần ơi, tưởng bệnh gì khó khăn. Cái này là đơn giản. Viêm đại tràng. Ủa, vậy hả thầy? Tôi ba đời chữa bệnh viêm đại tràng. Ai có bệnh viêm đại tràng, đau bụng, chướng hơi, khó tiêu, cứ tìm tới tôi. Ôi, ôi mừng quá. Sao giống cái bà thầy ở trên clip vậy? Trời ơi, mấy cái clip mấy bà thầy cho nó là học trò tôi không? Ôi, vậy là có duyên gặp thầy quá. Có duyên, có hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện, hốt thuốc về. Mình hốt thuốc này về là đảm bảo khỏi. Nhưng mà vô đây mua vé chưa? Vé gì? Thuốc là phát miễn phí, nhưng mà vé mua ngoài cổng là 5 triệu. 5 triệu hả? Ok. Cái tiền bạc đối với tôi cũng thành vấn đề. Đúng rồi. Miễn sao hết bệnh được rồi. Rồi. Đừng đừng có đưa tiền nghe chưa. Ủa là sao? Ủa gì bà quen? Người ta có bệnh, người ta tới đây người ta hốt thuốc. Tôi hốt thuốc được tôi cứu người. Đừng có quên là ba của bà cũng bị viêm đại tràng. Tôi hốt thuốc sắp hết rồi nha. Đúng rồi, sắp hết á. Đó, sắp hết. Hay sao hả? Hay ha. Sắp hết thở á. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện kìa. Hả? Ủa là sao? Không có sao? Uống quá trời luôn mà không có bớt á. Xong đi bác sĩ nói là bị hội chứng ruột kích thích chứ không phải viêm đại tràng, nên mà ổng kê thuốc linh tinh mà giá cắt cổ nữa. Cái bệnh của tôi với bà là ổng còn cách chữa hả? Anh với chị là bị đau bụng phải không? Chướng bụng phải không? Đúng rồi. Rối loạn đại tiện phải không? Bị viêm đại tràng. Thôi đi, tôi mời anh chị nghe bác sĩ tư vấn. Bác sĩ xịn nha, chứ không phải như da lăng băm này. Và thưa bác sĩ, thực tế là có rất là nhiều những trường hợp như là tình huống trong nhân vật của tiểu phẩm vừa rồi gặp phải những cái triệu chứng như là đau bụng rồi đi ngoài nhiều lần, tiêu hóa không ổn định và không biết chính xác được là mình bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng. Vậy làm sao để mình có thể phân biệt được cả thưa bác sĩ? Trước đây người dân hay nhầm lẫn giữa cái hội chứng ruột kích thích viêm đại tràng mãn, nhưng mà thực sự ra là hai bệnh hoàn toàn khác nhau. Mặc dù hai cái bệnh lý này có nhiều triệu chứng giống nhau, đó là bệnh nhân vẫn đau bụng, vẫn đi cầu ra phân lỏng, nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau. Đối với bệnh viêm loét đại trực tràng hay gọi viêm đại tràng mãn, có nghĩa là nó có tổn thương thực thể, do đó mà bệnh nhân sẽ đi cầu phân lỏng, có chất nhầy nhớt và có ra máu. Còn đối với hội chứng ruột kích thích, đây là một rối loạn chức năng, nó cũng đau bụng, cũng đầy hơi, cũng chướng bụng, cũng đi cầu phân đạm nhớt nhưng mà không có đi cầu ra máu, không có đạm nhớt máu. Đau bụng của hội chứng ruột kích thích là nó đau di chuyển, nó chạy từ bên này qua bên kia và thường thường xảy ra buổi sáng. 80% là xảy ra buổi sáng. Cái đau bụng này nó sẽ giảm khi mình đi cầu. Và thứ hai là đối với những cái người mà có hội chứng ruột kích thích, buổi sáng ở nhà mình đi cầu rồi sau đó mình đi ăn uống, nhất là uống cà phê, sau đó về bắt buộc đi cầu nữa. Còn đối với đau bụng của viêm loét đại trực tràng là nó cũng đau dập theo khung đại tràng, nhưng mà nó đau theo một cách có một vị trí nhất định. Do đó trên lâm sàng và đối với cái người bệnh mà có cái triệu chứng này thì chúng ta nên đến trung tâm y tế hoặc là đến một cái bệnh viện có chuyên khoa tiêu hóa để xác định đây là hội chứng ruột kích thích hay là một viêm loét đại trực tràng hay còn gọi là viêm đại tràng mãn tính. Và khi mình xác định được cái nguyên nhân, khi xác định được chính xác cái bệnh thì lúc này mình điều trị mới có hiệu quả. Và thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật gặp phải tình huống đó là bị đau quặn bụng và dường như là có một cái cục cứng ngay ở khu vực đau. Mỗi lần mà ăn đồ tanh nè, hoặc là những cái đồ ăn nhiều dầu mỡ là phải đi ngoài liền luôn ạ. Vậy đây là những triệu chứng của bệnh hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng? Theo cái tiểu phẩm mà có cái triệu chứng là đau bụng, mà đau bụng nó xảy ra sau khi mình ăn chất kích thích hay là đang đồ tanh, bệnh nhân bắt đầu đi cầu ngay. Do đó chúng ta xem như đây là một cái bệnh hội chứng ruột kích thích. Vâng thưa quý vị, sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, có lẽ là quý vị chúng ta cũng đã phân biệt được đâu là bệnh hội chứng ruột kích thích, còn đâu là bệnh viêm đại tràng rồi. Và thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng là hội chứng ruột kích thích thế ạ? Cho đến bây giờ người ta cũng chưa biết tại sao nguyên nhân nào mà gây ra hội chứng ruột kích thích. Nhưng mà gần đây năm 2016, các nhà khoa học trên thế giới người ta họp lại tại Rome, người ta gọi tiêu chuẩn Rome 4 và đưa ra một cái cơ chế bệnh lý
đó là cái rối loạn trục não ruột. Mà ở ruột nó cũng có một cái số tế bào thần kinh và những cái thụ thể thần kinh, và xem như đây là một bộ não thứ hai. Và bộ não ở ruột này nó sẽ chỉ huy tất cả mọi hoạt động của ruột. Do đó mà hai cái bộ não này nó sẽ nối lại với nhau, người ta gọi là trục não ruột. Đối với một số người, người ta thấy rằng khi bị lo lắng, suy nghĩ, buồn phiền lại là đau bụng. Ví dụ như là những em sinh viên, những em học sinh mà trước khi mà đi ngày đi thi, lúc nào cũng có triệu chứng đau bụng. Tại sao có triệu chứng đó? Đó là bị một cái vấn đề lo lắng, bị stress. Tất cả những cái tác động này thì nó làm cho cái ruột mình sẽ co thắt và nó sẽ đau. Khi mà ruột mình tăng co thắt thì nó sẽ làm cho mình bất đi cầu. Rồi sáng mình đi uống cà phê, mỗi lần ăn đồ chua, ăn đồ tanh, thì đối với những người mà hội chứng ruột kích thích, khi uống chất kích thích vào thì cái nhu động ruột nó tăng gấp 3 lần với nhu động ruột của người bình thường. Khi mà cái nhu động ruột tăng rất là mạnh, rất là nhanh, làm cho cái người đó đi cầu. Mặc dù người đó đi cầu lần thứ hai nhưng phân không có nhiều, nhưng mà đi được người đó mới thoải mái. Đó là cái cơ chế về tại sao có gây ra hội chứng ruột kích thích. Vậy thì hiện nay có những cái phương pháp điều trị nào đối với hội chứng ruột kích thích, và hội chứng này thì có chữa trị khỏi hẳn không ạ? Điều trị cái hội chứng ruột kích thích đầu tiên là phải thay đổi lối sống, và thứ hai là chúng ta phải giảm bớt stress. Đó là cái phương pháp điều trị cơ bản nhất. Nếu trường hợp mình đã sử dụng những cái phương pháp này rồi mà triệu chứng vẫn không bớt thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc. Và hiện nay ở Việt Nam chúng ta sử dụng hai cái loại thuốc, đó là Tây y và Đông y. Tây y cũng đưa ra những cái loại thuốc để điều trị trong trường hợp hội chứng ruột kích thích. Và những cái thuốc này tuy điều trị rất hiệu quả, tuy nhiên nó có một vài cái tác dụng phụ. Do đó mà đối với cái người lớn tuổi, những người mà uống thuốc tây cảm giác là nóng, cho nên người ta có thể sử dụng những cái sản phẩm về Đông y. Đối với Đông y, Việt Nam là một đất nước mà đã được phát triển rất là mạnh từ xưa đến giờ. Ông cha ta đã sử dụng những cái thảo dược kết hợp với 5-HTP giúp cho vấn đề điều trị hội chứng ruột kích thích. Đó là những cái bạch truật, bạch thược hay là bạch phục linh và hoàng bá. Bạch truật mà nó vừa tăng cái nhu động ruột để giúp cho nó bình quân lại cái vấn đề nhu động ruột. Ví dụ như trong trường hợp tiêu chảy thì do tăng nhu động ruột, bạch truật này nó sẽ làm giảm nhu động ruột lại. Còn đối với trong trường hợp táo bón thì mình dùng cái bạch truật này nó sẽ tăng cái nhu động ruột trở lại để giúp cho cân bằng và giúp cho mình đi cầu giống như là bình thường. Bạch phục linh là cải thiện được cái triệu chứng là trướng bụng, căng bụng, đầy hơi. Đó là cái triệu chứng mà làm cho người bệnh rất là khó chịu. Ngoài ra có hoàng bá, cái hoàng bá có thể là chống viêm. Người ta ví hoàng bá giống như là một kháng sinh về thực vật. Thì đối với hiện nay sử dụng những cái thảo dược này để thành ra một cái sản phẩm giúp cho vấn đề cải thiện cái hội chứng ruột kích thích. Tràng phục linh blood với 5-HTP và các thảo dược tự nhiên đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng phục linh blood cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm triệu chứng sau 2 tháng sử dụng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và chúng tôi cũng xin được kết nối với một câu hỏi của một vị khán giả đã gọi điện thoại về cho chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Thưa bác sĩ, mấy tháng nay tôi gặp phải các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đi cầu nhiều lần trong ngày, rất khó chịu. Liệu có phải tôi đã mắc bệnh đại tràng không? Và giờ tôi phải làm thế nào ạ? Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Kính mời bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Chào cô Hồng. Có cái triệu chứng đau bụng và rối loạn đi cầu. Đầu tiên đấy với cô là phải xem lại cô có nằm trong cái người có triệu chứng báo động hay không. Đối với triệu chứng báo động nó gồm có 8 triệu chứng báo động, mà những người có trong một trong 8 triệu chứng báo động này phải đi soi đại trực tràng để xác định chẩn đoán. Cái thứ nhất là bệnh nhân trên 45 tuổi. Như vậy cô 60 tuổi mà mới xuất hiện đau bụng và có rối loạn đi cầu. Đầu tiên mình phải đi soi đại tràng, xem cái đại tràng này nó có tổn thương hay không. Nếu mà soi đại tràng này có tổn thương, đó là nằm trong cái bệnh lý gọi là viêm đại tràng mãn hay gọi là viêm loét đại trực tràng. Thì viêm loét đại trực tràng nó có 2 dạng, đó là một cái bệnh Crohn và bệnh viêm loét đại trực tràng, và nó có thuốc điều trị đặc hiệu. Cái thứ hai là đi cầu ra phân đàm nhớt máu thì mình phải đi soi đại trực tràng. Thứ ba là sụt cân, thứ tư là thiếu máu, và thứ năm đó là bệnh nhân đau bụng về đêm, thứ sáu là sốt, cái thứ bảy có dịch trong ổ bụng, và cái thứ tám đó là trong gia đình mình có người bị ung thư đại trực tràng. Thì những người có một trong 8 triệu chứng này thì phải đến cơ sở y tế có phương tiện nội soi, và chúng ta soi đại trực tràng để loại trừ những cái bệnh lý thực thể. Nếu soi đại tràng mà đại tràng mình trơn láng không có tổn thương, đây là hội chứng ruột kích thích, và chúng ta có thể sử dụng cái thuốc để điều trị hội chứng ruột kích thích như là vừa nói ở trên. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng tôi xin được kết nối với một câu hỏi của một vị khán giả, đó là chú Minh Quốc, 57 tuổi ở Tiền Giang. Thưa bác sĩ,
Tôi bị hội chứng ruột kích thích đã 10 năm, dùng sản phẩm kết hợp giữa bạch tuộc, bạch phục linh, bạch thược, hoàng bá với 5-HTP được khoảng 1 tháng thì thấy có hiệu quả. Tôi rất hài lòng. Trước đây một ngày tôi đi ngoài từ 4 đến 6 lần, nay chỉ còn 1 lần. Tôi muốn hỏi bác sĩ là chế độ ăn của tôi có cần thay đổi gì khi sử dụng sản phẩm này không ạ? Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Kính mời bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Chào chú Quốc, năm nay chú 57 tuổi. Trong một tháng nay chú có uống cái sản phẩm gồm có chứa 5-HTP, bạch tuộc, bạch thược, hoàng bá và bạch phục linh thì triệu chứng đi cầu nó cải thiện. Đối với chú đây là một cái phương pháp điều trị có hiệu quả, do đó chú vẫn điều trị trong vòng ít nhất là từ 3 đến 6 tháng và mình thay đổi cái lối sống. Nếu trường hợp lối sống từ đó tới giờ chú thấy uống vào thuốc vào mà thấy triệu chứng cải thiện thì mình vẫn y chang cái lối sống mà mình đã thực hiện được. Cái nguyên tắc ăn đối với hội chứng ruột kích thích là chúng ta bớt sữa, bớt những cái thực phẩm lên men, ví dụ như là dưa chua, cải chua, dưa kiệu chua, cái gì mà ngâm bình giấm thì chúng ta cũng hạn chế. Cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi ạ. Và thưa quý vị thân mến, sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, tin chắc rằng các nhân vật của chúng ta đã biết cách giải quyết tình huống của mình rồi. Mời quý vị cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm. Trời ơi. Đó, anh chị hiểu chưa? Hiểu rồi, nhờ bác sĩ chia sẻ xong á, tôi mới biết là mình bị hội chứng ruột kích thích. Đúng rồi, có nghĩa là bây giờ mình đừng không có nên nghe ai trừ có chuyện gì phải đi khám bác sĩ liền. Đúng rồi đó chị, đừng có nghe lời người ta nói nhiều khi lang băm đó chị. Mình đi về, mình đi khám chị, đi về, về. Kêu người ta đi về ông trốn phải không? Tôi đâu có, tôi ở nhà đây mà chưa trốn vậy. Trả tiền cho tôi. Tôi biết lỗi rồi, từ từ tôi trả. Nãy tôi nghe bác sĩ tư vấn rồi là tôi biết mấy cái thành phần đó. Thế bây giờ làm gì đi, mấy thành phần mà thảo dược đó đây tôi có, để tôi bóc thuốc cho mọi người đem về mọi người uống. Thôi bậy rồi nha. Dùng thảo dược để điều trị hội chứng ruột kích thích á thì phải dùng thảo dược sạch nha, có công trình nghiên cứu hẳn hoi, được chiết xuất từ dây chuyền công nghệ hiện đại thì mới an toàn. Cái đó kiếm đâu ra? Thôi bây giờ mình sống chung với nó luôn đi ông ơi. Bây giờ thảo dược được chiết xuất dưới dạng viên uống, rất là an toàn. Ồ vậy hả? Em vừa mới đi mua sản phẩm này cho tía em nè, sẵn chia sẻ với anh chị luôn. Đâu mượn coi. Đây là giải pháp chuyên biệt cho bệnh đại tràng, có thành phần Immun Gamma và 5-HTP giúp giảm các kích thích gây co thắt đại tràng, giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, tái tạo và phục hồi niêm mạc đại tràng. Sản phẩm dành riêng cho người mắc hội chứng ruột kích thích và đại tràng co thắt. Chưa hết nha, sản phẩm còn cam kết là hoàn tiền 100% nếu khách hàng sử dụng sau 2 tháng không đạt hiệu quả. Ôi ôi, hay quá nha. Mình dùng sản phẩm này á như thế nào để đạt hiệu quả ha? Dạ, người ta tư vấn cho em á là mình nên dùng liệu trình tối thiểu là 3 tháng để bệnh không tái phát lại nha anh. Vậy từ nay cái bệnh của mình là hội chứng ruột kích thích á, không còn lo lắng nữa. Khỏe rồi. Qua cái vụ này á, tôi thấy tôi chủ quan quá. Có bệnh trong người mà không chịu đi khám. Chứ gì nữa, khám mấy cái địa chỉ phải có uy tín, bác sĩ có chuyên môn đàng hoàng. Cái này nghe lời miệng của người ta đồn thì đó. Thầy này được, thầy kia được, bậy. Gặp ngay mới lan băm giống như cái ông này nè, là tiền mất tật mang luôn. Đúng rồi, thầy biết rồi. Từ nay tôi xóa cái này được chưa? Tôi không làm nữa, tôi dẹp tiệm. Lời khuyên của bác sĩ hội chứng ruột kích thích viêm đại tràng co thắt: chọn lựa thực phẩm sạch, an toàn, không chứa hóa chất và chất bảo quản. Tránh thức ăn có hàm lượng dầu mỡ quá cao, đồ ăn nhiều đạm hay đồ cay nóng, hạn chế ăn các loại rau sống, gỏi. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, cà phê. Chú ý tuyệt đối không được bỏ bữa. Có chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh bị stress trong cuộc sống, công việc. Tập luyện thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần kiên trì sử dụng sản phẩm kết hợp đông tây y của 6 thành phần 5-HTP, Immun Gamma, bạch tuộc, bạch thược, bạch phục linh, hoàng bá trong khoảng thời gian tốt nhất là 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả cao nhất, bệnh hạn chế tái đi tái lại. Tràng phục linh Blood với 5-HTP và các thảo dược tự nhiên đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng phục linh Blood cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm triệu chứng sau 2 tháng sử dụng. Nhãn hàng Tràng phục linh Blood hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và
Và thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích tuy không quá nguy hiểm nhưng sẽ gây ra rất nhiều những ảnh hưởng đối với chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chúng tôi mong rằng với những lời chia sẻ của bác sĩ, chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị tìm ra một giải pháp an toàn và hiệu quả. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 17:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.